chào các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Số ha. Thì trong video này thì mình sẽ cung cấp cho các bạn xem một lốc bao lì xì mua được trên Shopee. Thì cần gần Tết đến rồi thì nghĩ là bao lì xì là một thứ mà mình nghĩ là các bạn rất là nhiều các bạn mua trang bị để có thể Tết lì xì các em các cháu ha. Thì ở đây bao lì xì ở chỗ này thì mình thấy mẫu mã khá là đẹp đó, mà mình mua thử để xem như thế nào. Cái này mua thì phải tầm ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình mua như cũng vài ngày mới có đây đó. Thì mẫu này các bạn có thể lựa chọn nha, thì mình để link ở phần mô tả ở bên dưới. Thì các bạn khi các bạn mua thì các bạn inbox cho họ và các bạn chọn mẫu ha, hoặc là một số shop thì nó có chọn mẫu sẵn, thì tốt nhất các bạn inbox thì nó sẽ chính xác hơn ha. Các bạn thấy không, thì năm nay chúng ta có một số mẫu mã khá là đẹp, và trong những cái loại này thì có rất nhiều mẫu, và mình đã lựa mỗi mẫu như một sách tầm 10 cái đó, rất là rẻ thôi các bạn, sách này chừng 4.000 mấy hay 5.000 một sách vậy thôi đó. Các bạn thấy không, mẫu rất là đẹp luôn, lục thọ nè, lục thọ mà được vẽ theo kiểu chibi các bạn, rất là đẹp. À, mình thích cái này, mẫu rất đẹp đây. Nó khác với những cái mẫu truyền thống thôi, bao màu đỏ, thì cái này là một bao màu xanh như một cái dạng như họa tiết 3D các bạn nhìn đó, các bạn nhìn không, cái họa tiết 3D rất đẹp. Sẽ thử tấm này ra nha, đây đó, rất là đẹp. Cái này có vị trí đó. Đây. Đẹp. Đó, các bạn thấy chưa? Tết an khang. In rất là đẹp, màu sắc cũng cực kỳ đẹp luôn. Ôi sao có ba ông phúc lục thọ nhỏ thế này, đẹp ghê chưa. Giá khá là mềm, 4-5 ngàn một sách 10 cái thế này đó, và bỏ khá là gọn luôn. Thì cái này các bạn mua về các bạn cho em út con cháu các bạn mua những cái bao này, bạn vừa tặng lì xì lý hên nè, vừa có mang tính chất nó đẹp đẽ vui vẻ. Các bạn nhìn thấy cái bao lì xì thì các bạn thấy vui tươi ngay không, màu sắc rất là đẹp. So với những cái bao truyền thống chỉ có một màu đỏ, hoặc là những cái bao mà các bạn đi ngân hàng nó tặng các bạn, hoặc là cái bao những cái chỗ mà nó tặng thì thường bao in không có đẹp, và nó có in những cái chữ quảng cáo ở đây thì nó cũng mình cảm thấy mình không thích lắm, và không biết các bạn thế nào. Và đó lý do mình mua những cái bao này hả, đẹp ý nghĩa mà một năm chỉ có một lần thôi các bạn, nên cái việc các bạn mua những cái bao lì xì mà nó đẹp mà độc lạ này để tặng người thân bạn bè con cháu gia đình trong nhà thì nó ý nghĩa rất là hay. Thì để mua những cái bao này thì mình để link ở phần mô tả video ha, các bạn thấy vào đó xem theo giá và mua nha. Thì có rất là nhiều mẫu các bạn có thể lựa chọn được. Và video này kết thúc, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào em là tất cả các bạn trong các video sau. Bye.